Xin chào bà con cô bác ha. Thì hôm nay Cường cũng giới thiệu bà con cô bác đó. Thì anh em cũng phát quang cũng như cỏ rồi cắt cây để cũng như dọn cho nó sạch sẽ mình ăn Tết đó. Thì nói chung thì anh em thì cũng đây cũng là lần đầu tiên cũng như mình cầm cái máy cưa đó. Thì mình cưa những cái cây. Thì Cường sẽ chia sẻ cho anh em cũng cái kỹ thuật cưa cây như thế nào nhé. Thì đây là cái còng, thì chuẩn bị sẽ mình sẽ cắt nha bà con cô bác. Cái còng này cũng khá là cao đó. Đó, bây giờ có một đồng chí đang leo lên. Đây là vô khỉ lần đầu tiên leo cây nha. Còn vô khỉ trên YouTube thì nó sẽ nổi hơn, còn vô khỉ này chưa có nổi nha bà con các bác. Đây một người cưa ở trên em, một người cưa ở dưới nha bà con các bác. Quá nguy hiểm. Người cưa trên người dưới. Quá whip. Đại ơi, đi ra. Wow, cái nhánh này bự đó con bác ơi. Cái nhánh này nguyên cái khung gian chơi luôn nha. Đã luôn à. Quá ghê quá. Đó, nó chuẩn bị ngã đó bà con bác. Chuẩn bị ngã đó. Oh. Wow. Rồi. Wow. Một nốt nhạc một cái xong cái đi ra ghê quá. Wow. Quá nguy hiểm rồi con bác. Không, bây giờ là mình cưa đứt cái nhánh trên ha. Đó, giờ sụp xuống. Thì nói chung đây là cũng lần đầu tiên anh em cũng thể hiện một cái sự cũng như kỹ thuật mình cưa cây ha con bác. Thì bình thường anh em chỉ có móc tống thôi, nhưng mà bây giờ chuyển qua mình cưa cây luôn. Nói chung cái ngành nghề này cũng khá là dễ làm ha con bác, nhưng mà đòi hỏi cũng phải thêm hiểu một số cái kiến thức cũng như cái cách thức mình cưa cái nhánh đằng trước á, thì nó sẽ bảo đảm an toàn về cái trong quá trình mình làm ha. Dính trên hàng rào luôn. Để ra
Dương có chân dao á, dưới giò kìa. Đây là cắt dưới đây. Đây là cái tàn ở phía trên đó, nó bự ha bà con các bác. Bự lắm. Ờ, nó cưa cái nhỏ chứ, Sách ơi. Lấy nhánh trước đi. Đây là ông chủ mùa cây nè. Mùa cái nó bụng khỏe đó. Tuyệt vời. Cho nó gót cái nhánh bự xuống đây. Đừng có cho nàng gạo gà đạp nó xuống, đừng có cho nàng gạo gà đạp nó xuống. Anh tè ơi. Đặt cái đó rồi đi. Đặt khúc đó rồi đi. Trời ơi, kêu Sách nó đạp cái là. Đặt khúc đó rồi đi, đừng có. Mày chứ. Chạy ra, cần tẻo gì chạy ra. Đó, 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 chạy. Ôi. Sao mà hạ cái kia xuống rồi ngồi đi. Ủa có ổng cái gì ta, phải không? Ủa này mình cưa hết gì để không để cho mát. Bạn 800 mà nghe hả? năm nay bèo quá hả? Thấy cái này mướn cưa cây cũng có triệu bạc á. Phải bán người ta phụ. Bán người ta.